Hello tất cả đám nha, và chào Monroe quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây. Và chào Monroe quay trở lại với cái series mà Bisugu chơi đứa cho chân lý 1.5 nào. Thì cái chậm như đó ơi, lúc đầu game mình được ba cái lõi bạch kim, đó chính là một cái luyện cung nè, tăng tốc đánh, một cái bảo hộ tiên tộc, đó chính là miễn nhiễm 15 giây khống chế ở trong giao tranh, và một cái lõi đó chính là tiến hóa tự nhiên nha. Và chọn hôm nay là mình sẽ lấy cái lõi đó để mình chơi thử cái lối chơi mới khi mà cái lõi này nó tiến hóa ra nha đúng không? Đó chính là nhận thêm 5 điểm kinh nghiệm mỗi round mà không được phép mà mua kinh nghiệm nữa. Đây là một cái lõi mà khi mà nó ra thì mọi người hãy nên cân nhắc trước khi bích nha. Tại vì cái lối chơi nó sẽ rất là khác so với những cái lõi trước đó mà em từng bích, bạch kim, vàng, bạc các kiểu á, cực kỳ khác luôn. Nó điểm mạnh của nó sẽ cho anh em snowball cực kỳ mạnh lúc đầu game luôn, và anh em roll ở những cái level cao hơn á mà không cần dùng tiền luôn anh em à. Và nó sẽ tăng tỷ lệ ra tướng 4 vàng hoặc là 5 vàng hoặc là 3 vàng 3 sao, phải gọi là cực kỳ cao nếu như anh em biết tận dụng cái lõi này. Đó chính là điểm mạnh, còn điểm yếu á nó sẽ dần dần bộc lộ ở những cái round tầm giữa hoặc là cuối game nha. Tại vì lúc đó là người ta dùng tiền để người ta lên level 8, level 9 phải gọi là cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà lúc này á, anh em phải chờ đợi, chờ từng round một để cho anh em lên cấp level 7, level 8, level 9 phải gọi là cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà cái điểm mạnh đó nó sẽ cực kỳ mạnh từ lúc đầu game với lại là giữa game nha. Và nó sẽ bắt đầu yếu dần từ giữa game đến là cuối game nha em ơi. Nếu như mà mình nhớ không nhầm, bữa mình chơi một cái chọn một cái lõi này rồi em ơi. Nếu như mà mọi người muốn lên level 9 á thì phải tới tầm round 6 chấm mấy qua round 7 chấm thì mới lên được level 9 nha. Còn nếu mà muốn lên level 8 á thì phải là round 5.1 hoặc là round 4.7 gì đó thì mới lên được level 8 nha. Phải gọi là cực kỳ lâu luôn á. Nhưng mà được một cái lúc đầu game anh em sẽ snowball cực kỳ mạnh luôn nếu như anh em biết tận dụng cái lõi này. Nếu như mà anh em chưa biết soi sánh cái lõi này nó mạnh như thế nào á thì mỗi round nha mọi người sẽ nhận được thêm 5 điểm kinh nghiệm, và còn có thể cộng dồn với 2 điểm kinh nghiệm qua ra mỗi vòng nữa là tổng cộng là 7 nha. Mà 1 điểm kinh nghiệm á, là tương đương với 1 vàng, như là lúc đầu game á, mọi người sẽ nhận được thêm 7 vàng free mỗi round luôn á. Mà anh em biết rồi đó, tầm lúc cuối game á, thì người ta mới bắt đầu có những cái vàng tiền lãi các kiểu á, tích 50 vàng nha mới được 5 đồng tiền lãi. Mà mọi người có thể nhận được 5 đồng tiền lãi mỗi round ngay từ round 1.3 rồi, và sang round 2.1 nó cũng tính rồi nha. Phải gọi là cực kỳ mạnh luôn á. Anh em có thể chơi những cái đồ hình mà liên quan tới tướng 2 đến 3 vàng carry á. Mình không khuyên anh em là nên chơi tướng 1 vàng carry ở những cái lõi này nha, tại vì nó sẽ lên cấp 6 hoặc là cấp 7 cực kỳ nhanh luôn. Nếu như mà đồ hình mà mắc binh nhất có thể thì chơi ở tầm level 7 nha anh em ơi. Roll tướng 3 vàng carry, chơi những con tướng nào mà nó có đồ á hoặc là nó tự ra nhiều á thì roll phải gọi là vừa lên cấp nhanh nè, tích được tiền nè mà không cần làm gì luôn anh em ơi. Nếu như mà mọi người snowball được bằng cái lõi này á thì top 1 là chắc chắn là của anh em luôn rồi đó. Nhưng mà cái trận này nha là mình sẽ không chơi theo kiểu đó, mà mình sẽ tích thật là nhiều vàng luôn và để cho nó lên level 8 mình roll một phát luôn anh em à. Nếu như mà lên level 8 á thì hồi nãy mình đã tính sơ qua rồi thì phải tầm round 4.7 hoặc là round 5.mấy đó em à thì mình mới lên được level 8 bằng cái lõi này. Nó sẽ rất là mạnh khi mà kết hợp đi chung với những cái lõi mà roll free hoặc là tiêu dùng thông minh á. Cái lõi đó thật sự rất là bá đạo nếu như mà kết hợp đi chung với cái lõi này á. Tại vì nếu anh em chưa biết, cái lõi đó nó sẽ cho anh em 2F với mỗi một lần roll. Đó, một lần roll là tốn 2 vàng đúng không? Mà một lần roll á, anh em nhận được thêm 2F. Là cái đó có nghĩa là anh em được roll free mà vẫn có thể lên cấp bằng tiền của chính anh em roll luôn. Và khi mà kết hợp đi chung với cái lõi tiến hóa tự nhiên này nè, thì mọi người sẽ vừa được tướng 3 vàng, 4 vàng, 5 vàng, 3 sao luôn. Và cũng lên được level 9 phải gọi là cực kỳ sớm luôn á. Hồi bữa giờ mình cũng đang đi săn cái combo đó đây mà, nhưng mà nó vẫn chưa ra. Hoặc là nếu như mà không ra cái lõi mà nó quá bá đạo như vậy á, thì mọi người có thể chơi cái lõi đó chính là roll free một vòng đấu á, hoặc là với trúng thưởng á, mỗi lần roll có tỷ lệ là 45% được roll thêm free một lần nữa. Nói chung là những cái lõi nào mà liên quan tới snowball lúc đầu game á là mạnh hết, đi chung với cái lõi này nè bá đạo cực kỳ luôn. Thì nếu như mà anh em muốn mình làm thêm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một thôi. Và mình cũng có tại một cái group của anh em tên là Biusagi nha. Mình sẽ để link ở phía dưới phần bình luận đó cho anh em xem. Và nếu muốn tham gia hãy cứ bấm tham gia thôi, mình sẽ duyệt hết. Hiện tại là mình cũng đã được gần 3 tuần rồi mọi người. Và cũng đã có hơn 3.000 thành viên ở trong đó rồi. Mọi người có thể vào giao lưu, tham gia, chia sẻ những cái khoảnh khắc khi mà chơi đấu cho chân lý. Và mình cũng sẽ bóp dứt những cái đội hình, những cái thử thách ý tưởng mà mình làm được ở trong đó để cho anh em tiện theo dõi trước khi mà mình đăng lên YouTube giống như là cái review channel các kiểu á, để cho anh em tiện tham gia. Đây,
ở những cái round này nè là qua round sau nha, qua round 2.6 nha em ơi, là mình đã lên được level 6 rồi và vẫn còn gần là 40 vàng đó, vậy nó mới chiến báo chứ. Cái trận này là mình sẽ cố gắng mình giác vàng tướng 4 vàng 3 sao nhiều nhất có thể ở level 8 nha. Nếu mà giác vàng tướng 3 vàng thì phải gọi là quá dễ rồi. Mình muốn làm cái giác vàng 3 vàng bởi những cái lõi đó chính là lối đi riêng anh em à, nó sẽ mạnh hơn. Còn cái lõi mà nó cho mình lên cấp mà không tốn tiền như vậy nè thì rất là thích hợp để làm tướng 4 vàng ha. Cái lõi này là không làm được tướng 5 vàng 3 sao đâu nha anh em ơi. Vì nếu mà muốn lên level 9 là phải qua ra 7 chấm lận thì mới lên được level 9 nha. Mình tính rồi, phải qua ra 7 chấm thì mới lên được level 9, lên cấp cực kỳ lâu luôn. Nên khá là khó khăn. Mọi người nào mình xem thấy á, thể đừng qua bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Cái lõi này nó sẽ không nâng cấp được kinh nghiệm nha anh em. Nó khó luôn rồi đó. Anh em có thể thấy cái điểm mua kinh nghiệm nó bị đen luôn rồi, không nâng cấp được nữa. Nhưng mà anh em nghĩ đi, mỗi round mọi người được thêm gọi là 7 đồng tiền lãi thì ai mà đỡ được đây. Ui tướng 4 vàng, thấy không? Khi mà anh em lên được level cao mà sớm quá trong cái lobby này mà chưa ai lên được á thì nó sẽ ưu tiên ra tướng mắc tiền hơn cho đêm nha, thấy không? Level 5 ra một con Draven, ra một con Renata, và hồi nãy mình lên level 4 sớm á nó ra cho mình cả Zed với lại là con Senna luôn anh em à. Đó, ra 4 vàng 3 vàng là liên tục luôn. Mình tưởng là cái round này lên được level 7 rồi. Ở nhầm level 6 rồi. Mà mới level 5 mà. Thiếu một F kìa, cay chua. Cái này mọi người mà muốn lên level 8 mà còn sống á, thì bắt buộc phải là đếp máu được rồi. Nhưng mà từ đầu trận đến giờ mình thắng được đúng con trận à, còn như là thua hết. Ây da, không đỡ được luôn á. Cay thế nhờ. Không biết cái lõi thứ hai với lại là cái lõi thứ ba là nó có cái gì hơn, tại vì nó sẽ có hai trường hợp anh em. Thứ nhất á là full lõi bạch kim luôn. Cái lõi bạch kim lúc đầu game nó ra á thì tỷ lệ rất là cao cái hai cái lõi tiếp theo sẽ là bạch kim luôn. Hoặc là nó sẽ có trường hợp đó chính là lúc đầu bạch kim đúng không? Cái lõi thứ hai là bạc hoặc là vàng. Nó xong rồi nó cứ như vậy á. Mình mong là cái trường hợp thứ nhất hơn anh em, tại vì cái trận mà ba lõi bạch kim á nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ôi giời, thấy không anh em? Đây là cái sự ưu tiên cho mọi người khi mà lên level 6 và gọi là cực kỳ sớm luôn. Ire, CV, Draven, Renata, những con tướng hot nhất meta nó đều ra cho mình luôn rồi đó. Đấy, nếu như mà mọi người lấy cái lõi này nè thì tỷ lệ lọt top lúc đầu game hoặc là snowball phải gọi là cực kỳ cao luôn. Người ta mới level 4 à, nói thiệt anh em luôn á. Trung bình hiện tại là mới level 4 thôi, tại vì chưa nâng cấp được đâu, hết tiền lãi rồi. Người ta chưa tích cái đủ tiền mà người ta lên cấp làm gì. Nếu mà người ta lên cấp sớm á thì chỉ có hai trường hợp thôi, người ta muốn snowball giữ cái chủ thắng, còn không thì mọi người đều sẽ tích tiền ở những cái round này nè để lên được 50 vàng round từ á, chứ ai lại lên cấp ngay bây giờ. Đấy, thấy không anh em à, tướng 4 vàng là ra liên tục luôn, mình đâu có nói xạo anh em đâu. Đấy, điểm mạnh của cái lõi này á, nó sẽ giúp cho mọi người cực kỳ mạnh lúc đầu game, snowball cực kỳ tốt. Còn điểm yếu á, nó sẽ bắt đầu lộ diện ở những cái round tầm giữa hoặc là cuối game nha. Khi mà người ta đã lên được level 8, level 9 rồi á, mọi người chỉ tầm ở level 7 thôi, hoặc level 8 thôi. Nhưng mà được một cái là tiền anh em nhiều lắm, lúc đó tiền anh em là dùng chỉ để roll thôi chứ không làm gì nữa. Nhưng mà mình toàn thua không rồi nè, thua sắp mặt luôn á. Đấy, giờ mình dùng tướng 4 và mình đép thôi. Hiện tại là những con như là CV, Draven, Renata là mình vẫn chưa bỏ và mình chơi được anh em à. Tại vì mình vẫn đang muốn chơi cái hệ giáp đồ này nè, để vừa hắc tiền vừa được lên cấp luôn. Hồi nãy giờ mình hắc được con vest các kiểu Gna rồi dít Lulu Bobby á, nói chung là cũng nhiều tiền mà. Lại là Renata à. Tướng 4 vài nó ra nhiều, đừng hỏi về sai mà nó nhiều luôn. Cái ô thần tượng này xấu á ta, cái ô thần tượng này chơi Ire thì lại không hợp cho lắm, nhưng mà đồ của mình một qua là chơi Ire, còn hai là chơi CV thôi. Cái quả thì vàng này mình đi lẩm rồi đi chợ có thể ghép được tiến công các kiểu luôn, hoặc là công nghệ. Đội hình của mình đang khá là đẹp với đối thủ thần tượng nhất đồ tái chế tiến công và pháp sư luôn, đủ hệ luôn rồi đó. Ôi ông này Draven cuồng đao ánh sáng à, nó quăng thì thôi rồi luôn á.
những cái món đồ ánh sáng nè, nếu như mà anh em chưa biết á thì cái chỉ số nó cộng sẽ gần như là gấp đôi so với đồ bình thường, và nó sẽ còn có thêm một cái dòng buff phụ ở phía dưới nữa, kiểu như là nó có thêm tăng tốc đánh nè, tăng khả năng hồi phục nè, hút máu nè, tăng dép, tăng máu, khả năng hồi phục các kiểu á, theo phần trăm máu nữa mà. Thì mỗi món đồ nó sẽ có một cái nội tại khác nhau. Là mình nhớ tới mùa năm là cái đồ hắc ám nữa, đồ bóng tối các kiểu nữa. Ôi cùi đấy nha, hoặc là cái hộp Pandora nữa mà. Cái hộp Pandora này thì mình vẽ đồ được. Đấy, chơi giết đồ đúng không? Hắc được tiền nữa nè, sướng chưa? Mỗi ra một lần được thêm 2 vàng, 3 vàng các kiểu nữa. Giết đồ luôn đi mọi người ơi. Giờ mình thắng thua cũng được. Nói chung là chỉ cần lên được level 8 mà còn nhiều tiền là mình chịu hết. Mọi người nào muốn xem thêm gì hãy cứ lên kênh YouTube của mình để xem thêm nha. Mình đăng rất là nhiều video về meta, thử thách cũng như là đồ dị luôn rồi đó. Hoặc là anh em có thể lên YouTube search tên là Biosugi cộng kèm với tên thử thách hoặc là meta là nó sẽ ra. Còn nếu như mình nó chưa ra là mình chưa làm thôi. Anh em phải cứ bình luận những cái ý tưởng mà mình chưa làm ở phía dưới nha. Mình cố gắng mình đọc hết rồi mình làm cho. Tại vì những cái ý tưởng của anh em hiện tại bây giờ nó sẽ khá là liên quan tới những cái lõi. Mà cái lõi thì nó biết rồi đó. Nó thật sự khá là khó săn luôn. Săn thì mất thời gian, nên cần một khoảng thời gian lâu mới làm được. Mong anh em thông cảm nha. Mình đang cố gắng mình hạt từng ngày đây. Rồi ông này trâu thế. Thắng được ông ta? Thắng được đó anh em ơi. Ok, hợp lý quá, hợp lý quá. Phải đếp được máu nha, không đếp được là lên level 8 mà chết luôn á. Cái này là mình chỉ ulti mà lấy tướng 4 vàng thôi mà, chứ đồ mình nó không có cần cho lắm, thiệt luôn. Có hộp Pandora rồi thì mình cứ vẽ đồ thôi. Ok, vậy là cái trận này nó sẽ không có cái việc mà ra ba loại bạch kim rồi đây mà. Nó ra cái loại thứ nhất là bạch kim, cái loại thứ hai là bạc rồi. Mình nghĩ là cái lõi thứ ba là vàng quá, tại vì ít có trường hợp nào mà có lõi thứ nhất là bạch kim, lõi thứ hai là không phải bạch kim mà cái lõi thứ ba lại là bạch kim đâu. Khó lắm anh em, thật sự là mình ít thấy luôn á, vẫn có nha nhưng mà nó hiếm quá. Ok, sắp lên 17 rồi nè. Nếu như mà mình bán cái đống tướng này á là mình sẽ có được gần 100 vàng luôn á. Ở lên 17 nha, lên 17 tích được gần 100 vàng. Kinh khủng khiếp không? Cái này mà anh em chơi những cái đồ hình mà slow roll ở level 7 để kiếm tướng 3 vàng carry á, nó sẽ rất là hợp lý. Anh em biết tại sao không? Tại vì nếu như anh em chơi tướng mà 1 vàng hoặc là 2 vàng carry roll ở level 6 hoặc level 5 á, thì nó sẽ lên cấp cực kỳ nhanh luôn. Mình sợ là anh em roll chưa lên được 3 sao thì nó đã ở cấp độ khác rồi, và nó sẽ mất đi cái tỷ lệ roll ngon nhất của tướng mà anh em đang chơi carry. Còn nếu như mà anh em chơi tướng 3 vàng carry level 7 á, thì từ level 7 lên level 8 nó sẽ cực kỳ lâu luôn. Nó sẽ đủ thời gian cho mọi người để mà roll tướng 3 vàng lên được 3 sao. Chứ chơi mà tướng 1, 2 vàng roll nó level 5, level 6 thì nó chỉ cần tầm 2 đến 3 round, hoặc là muộn nhất là 4 round á, thì đã lên được level 7 rồi. Nên nó sẽ làm mất đi những cái lợi thế của anh em á. Roll nó không ra thì chết thì sao. Còn roll level 7 đây nè, thấy không? Từ level 7 mà lên level 8 là cần khoảng là 56F. Mà mỗi round á, anh em chỉ có được tầm 7F thôi. Thì ít nhất phải là 7 đến 8 round anh em à, thì mới lên được level 8 nha. Rất là lâu á. Nếu mà cộng thêm 7 đến 8 round thì phải tới tầm round 4.6 hoặc là round 4.7 gì đó thì mới lên được level 8 nha. Lâu lắm. 64 máu nè. Nếu như mà 64 máu này mà mình thua hết thì sẽ cúp. Còn nếu như mà mình thắng thua thì mình sẽ lên được level 8 và còn sống. Lại thua nè. Ông này sắp 3 sao nhiều nè mà. April 3. Rồi Singlet sắp 3. The Witch cũng sắp 3 luôn. Căng nhờ. Đó, nếu như mà từ đây đến cái lúc mà mình lên level 8 á, mình thua như vậy nha, là chắc chắn là cút luôn á. Không đủ máu đâu nên mà, phải thắng, thắng thua thì mới được.
Riptide 2 à? Bây giờ non được làm còn slot bỏ vào đâu mọi người. Đội hình của mình là toàn là búp đẹp không à, thấy không? Bỏ tướng vào là tự búp luôn à. Cái này mình nghĩ là bỏ bớt một con giúp đồ ra đi à. Để cho Riptide vào. Ok, hơn 100 vàng rồi nè. Vãi cả trưởng chưa ấn tiến công này nè mà. Từ từ ấn tiến công, bỏ Riptide vào là kích được bốn tiến công luôn. Bán bớt vét đi. Rồi. Ok đấy. Ủa map hơn đó nên mà Iri của mình đồ thì phải gọi là quá đẹp rồi. Cố thắng đi các bạn ơi, thua là cút đấy. Ok, thắng, hợp lý quá. Giờ ráng trụ tới cái rau mà cái lỗi thứ ba thôi là được rồi. Senna 2, giờ có gì là up hết. Giờ nếu mà xuất hiện tướng 4 tiền đó là big hết nha mọi người. Mình sẽ tích tiền sẵn rồi tích tướng 4 tiền sẵn luôn để lên và tới mình roll. Không biết là sẽ được bao nhiêu con, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chọn những cái con nào mà ít người chơi ở trong cái trận này để mình làm tướng 4 vàng 3 sao nhiều nhất có thể nha. Tại vì bây giờ mình tích tiền đúng không, mà mình lên được level 8 á, thì cái lúc đó là mình sẽ có rất là nhiều tiền luôn, cực kỳ nhiều vàng. Mình đang mới là nửa bình ở level 7 thôi mà mình đã có hơn 100 vàng rồi. Bán cái tống tướng này là chắc là cũng gần 150 vàng á. Xong rồi thêm một nửa nữa, mình lên level 8 coi chắc là phải hơn 200 vàng tầm tầm đó mọi người. Nghe kinh khủng thiệt. Lại thua à? À mà thua ít anh em ơi, thua ít là được. Thua ít là được. Cái lỗi thứ ba mình mong nó xịn một tí. Cái trận này mà ba lỗi bạch kim á, nó ra cho mình mấy cái lỗi mà liên quan đến ron các kiểu á, trời ơi. Chắc là siêu phẩm luôn á. Đây, vẫn chơi giết đồ từ đầu game đến tận bây giờ luôn nha. Hắc đồ các kiểu, đừng hỏi vì sao mà nó chiến luôn. Rồi, hôm nay chơi đội hình hơi bị kỳ nhưng mà Draven đồ này chiến quá vậy. Bữa mình gặp cái ông kia cầm Draven cầm vô cực ánh sáng á mọi người. Nó quăng đúng thốn luôn á. Rồi nó quăng kìa. Thấy nó quăng không? Chán nản luôn á. Lại thua. Ồ thua có 3 con rồi em ơi. Được. Thua nhiều quá là cút đấy. 36 máu không biết trụ được lên level 8 không ta. Ghê quá vậy. Sợ là cút sớm. Ê dinh kìa. Lấy được dinh là ngon anh em ạ. Lấy được cũng dinh là ngon á. Ôi mất dinh luôn. Rồi lấy dây xì đi. Ôi dinh ngon quá anh em ơi. Dinh cầm cái quả kiếm bếp đó. Mình lấy về mình đếp máu thôi. Xong rồi lên level 8 mình bán á cũng được. Mà mất tiêu à. Jesse này về mình bán nên mà không biết chơi được đâu. Được thêm 5 vàng nữa, tích được nhiều tích chứ. Trời. Jesse tiếp nè. Ảo chưa. Thôi nếu như mình ra Jesse như vậy thì mình để mình chơi luôn anh em. Lỡ đâu mà hên lên được Jesse 2 sao lên 7 sao. Thì bỏ về đếp máu cũng gọi là mắc binh luôn chứ gì nữa. Bán bớt đi. Tại vì mình thấy là cái trận này là The Raven với lại là Brom là có người chơi rồi. Nên mình sẽ không nuôi những con đó nha. Nuôi những con như là CV nè, Eri nè, Irelia với cái kiểu á. Tại vì trận này mình thấy là không ai chơi á.
nuôi tướng 4 vàng mà còn nuôi những con người tay chơi thì thật sự là nó khá là khó lên được 3 sao á. Tại vì tướng 4 vàng nếu như em chưa biết á là chỉ có 12 con thôi. Mà muốn lên được 3 sao á là phải có được 9 con rồi. Mà người ta dành tầm 3 con để lên được 2 sao thì á là hết tướng rồi đó. Mọi người là bắt buộc phải roll được những con tướng cuối cùng thì nó khoai lắm. Nên thôi lựa cái con nào mà ít người chơi hoặc là không có người chơi làm cho nó dễ đi. Như là kiểu Zihin, Oriana, Seraphine, Renata nè. Ôi, ảo chưa? Lấy thêm một cái slot đi nè mà. Cái tiên tri kia thì bây giờ lấy mình cũng không làm được gì ạ. Tại vì nó biết sao không? Đội hình của mình nó cũng đâu có đủ mạnh, cũng đâu có lock đâu mà. Chơi tiên tri đó. Khi mà lấy cái tiên tri đó thì mọi người sẽ có được một cái lock ánh sáng đó. Nói chung là cũng tầm tạm thôi. Nhưng mà lấy thêm một slot này anh em biết chi không? Tại vì những cái thử thách mà liên quan tới mà roll đó thì chắc chắn luôn tiếng đưa roll là nó sẽ cấn nha. Nó cấn tại vì hết slot để mà mua tướng hoặc là bỏ tướng vào sàn các kiểu á. Nên lấy thêm một cái slot là hợp lý nhất rồi đó. Lấy cái tiên tri bây giờ đội hình của mình yếu quá. Xếp như thế nào thì xếp chứ cũng không thắng nổi. Còn 22 máu rồi anh em ơi. Ok, được rồi đó. Chỉ cần qua được cái round này là mình sẽ lên được level 8 nha. Tại vì từ rao quái sang cái rao đánh người á là nó vẫn tính là một rao để nâng cấp cho mọi người á. Vẫn được cộng 7 F thôi. Mà cái trận này nó ra loại ảo á. Cái lỗ đầu bạch kim, lỗ thứ hai bạc, cái lỗ thứ ba bạch kim tiếp. Chưa bao giờ thấy cái lỗ như thế nào luôn á. Ảo thì hôm nay đổ ánh sáng vô cực nè. Ui chặt thì thôi rồi luôn á. Cái đổ ánh sáng vô cực này nó chặt thốn lắm mọi người ơi. Đội sáng vô cực này mà cho con Ire, CV, các kiểu Draven nó quăng coi. Quăng trả tiền luôn. Ok, hết cái round này á là mình sẽ lên được level 8 và còn gần 200 vàng nha. Nghe nó kinh khủng quá mọi người. Roll 200 vàng ở level 8. Mình phải roll nhanh cái tay nha, tại vì không có nhanh tay là cút. Còn 9 máu à, thu đúng ván nữa là đi nè. Nên trận sau là mình phải nâng cấp full 4 vàng 2 sao và ghép hết đồ luôn để cho nó snowball. Còn không là đợi đi. Cờ úp cúc sắc cúc. Đây, gần 200 vàng nè. 194 vàng. Roll coin. Này, bích thết đây nè mọi, bích thết, bích thết. Bích thết, bích thết, bích thết. Ok. Ok. Mấy con tướng 5 vàng chắc bỏ nha anh em ơi. Mấy con tướng 5 vàng chắc bỏ đi. Mình sẽ chọn những con nào mà ít người chơi hoặc là không có người chơi để mà làm lên được 3 sao nha. Con Draven nó là chắc chắn là không làm rồi nè anh em à. Tại vì trận này mình chết sơ qua á thì cái tận là ba ông chơi thách đấu luôn. Và thấy có hai ông biết Draven rồi đó. Ôi bờ rung trận này cũng nhiều người chơi lắm anh em ơi. Bờ rung nè, Ari nè. Rồi Draven nè, là trận này là cực kỳ nhiều người chơi luôn. Mình nghĩ là làm hợp lý nhất là Seraphine, Ire, CV, Oriana, V. Nếu như mà ra Zihin đó thì chơi luôn cũng được, không sao hết. Ủa V ra nhiều quá ta, nhưng mà từ từ đi em ơi. Từ đi em ơi, cứ bình tĩnh nha. Mình đang còn 9 máu thôi. Giờ sau một ly ra điên dặm á. Giờ mình cố gắng mình nuôi nốt con Ire với lại CV lên 3 sao trước đã. Seraphine chắc cũng sắp 3 nè. Tại vì trận này là không ai chơi Seraphine đó. Chắc là lên 3 sao dễ.
Seraphine nè. Còn Senna sắp 3 luôn nè anh em. Ảo quá. Mình còn chơi chơi thôi mà Senna sắp 3 luôn rồi nè. Sẵn là nuôi 3 luôn anh em, gì đâu mà căng. Sẵn sắp 3 nuôi 3 luôn, gì đâu mà căng. Ok. Đang có 3 con có tỷ lệ là được 3 vàng. Alo, có tỷ lệ là được 3 sao cao nhất luôn đó chính là Ire, CV với lại là Seraphine nha. Seraphine này 7 con rồi nè. Dễ chưa? Ire Senna nè, một con nữa Senna 3 nè anh em ạ. Một con nữa. Không ra à? Seda vậy. CV 6 con rồi nè, Seraphine một con nữa em ơi. Seraphine với lại là Senna mỗi đứa một con nữa, CV luôn rồi nè. Ra đi. Ủa ra Ire à, bán nào ta? Chắc là bán Senna thôi anh em. Tại vì mình đang ưu tiên nuôi tướng 4 vàng. Bán Senna đi. Nó nuôi có 3 con à mà Ron nãy giờ cũng hết tiền luôn rồi đó. Không biết là nuôi 4 con, 5 con như thế nào nữa. Đủ tiền Ron ông ta. Mình mới nuôi có 3 con đấy nha anh em ơi. Mà cái tiền đó mà mình bích tướng thôi á là nó cũng đã hơi bị nhiều tiền rồi. Hồi nãy là mình gần 200 vàng ở level 8 nha. Nếu mà bán hết tướng thì chắc cũng 200 mấy chục á. Mà tiền còn dư là 200 vàng á. Mà mua tướng không với lại là Ron thôi là cũng đủ hết tiền rồi nè. Đúng mấy tướng 4 vàng này thôi. Tốn tiền thiệt. Lại cấn Senna nè, chắc là bán bất tướng trong sàn đi. Ok, Senna 3 trước nè, ảo không? Seraphine 3, lên luôn cho em nó. Ok nha mọi người ơi, Ire đây là 8 con, CV đây là 7 con. Ire một con nữa là được 3 sao nè. Cái đội này giờ khó thua lắm á. Mình nghĩ là có một cái thế lực nào đó hoặc là mình gặp mấy cái ông nào mà hủ 12, hủ 13 cái kiểu mới thua được thôi. Chứ bây giờ sao mà thua nổi ta. Mày nè. Hồi nãy mình đi chợ mình lượm được một con tam ken, nó cầm một cái ống ở đây mà mình thì lại có hộp Pandora nên cho nó xoay xoay thôi. CV nè, ngon. Mọi thứ một con nữa, nó râm đâm rõ ngồi bên kìa, đam mê thế. Ủa, một cái Nerco nè. Ok, thế thì dễ rồi. Thế thì vừa là CV3 vừa là Irelia 3 rồi. Mọi thứ con nó coi. Ra con nào trước cũng được. Xả Nerco luôn cho con chơi, cho con kia chơi cho nhanh. Cái đậu xanh đó. Con Nerco trước con này đi anh em. Còn CV tí nữa Ron hồi nó cũng ra mà. Nhà phát minh thì mình mới bỏ Eco vào thì đủ rồi. Vừa là 4 tái chế và lại là 3 nhà phát minh luôn. Ire 3 đồ chuẩn thì nó lại thông cho. Mày nè. 3 con tướng 4 vàng 3 sao nha em ơi. Một con CV thôi chắc là sẽ lên được. Tại vì đâu có giành đâu. Nên là mình dắt vàng được hơi ít đó. Nếu mà lần sau mà ra được cái lỗ này là mình sẽ cố gắng mình làm nhiều con hơn. Giả bộ như là 4 con, 5 con hoặc là có thể 6 con luôn. Nếu như mình nó ra cho mình được những cái lỗi mà tầm về lay nó xịn hơn những cái lỗ này nè.
là lúc đầu game đó, nó vẫn ra cho mình cái lỗi tiếng hót tự nhiên nha, nhưng mà cái lỗi thứ hai hoặc là cái lỗi thứ ba đó nó giúp mình tận dụng được cái lỗi này nó mạnh hơn một tí đó, là ok, kiểu như là thông thoáng ở đây mà, cái thông thoáng nó giúp cho mọi người lên được 3F mỗi round nếu như mà không có tướng hàng chờ kết hợp đi chung cái lỗ này thì thôi chứ. Bà hãy cháy bỏ chết luôn. Nói chung là trận này mình nhắc vàng được hơi ít đó. Tính ra được có 3 con tướng 4 vàng 3 sao thôi, và cũng như là một con tướng 3 vàng 3 sao. Nếu như mà lần sau nó ra thêm cái lỗ này nha, là mình hứa với anh em luôn, làm cái siêu phẩm cho anh em xem nữa. Tại vì đây là lần đầu mình tiên mà chơi cái lỗ này thôi. Đấy, ủa anh em không tin đấy chứ, tại vì lão bạch kim á nó rất là hiếm ra luôn, cực kỳ khó ra luôn. Anh đây cũng chính là lần đầu tiên mà mình chơi được cái lỗ này anh em mà, nên là kinh nghiệm chơi cũng nó cũng chưa có nhiều quá, chưa có biết tận dụng cho lắm. Anh em mà có kinh nghiệm hoặc là có cái mẹo chơi gì và cái lỗ này á thì đừng qua bình luận ở phía dưới nha, tại vì mình chưa chắc là mình chơi cái lỗ này nó đúng cách đâu, lỡ có anh em nào chơi nó còn điệu nghệ hơn, nó còn kinh nghiệm hơn mình thì như thế nào thì đừng có bình luận ở phía dưới chia sẻ với mọi người ha. CV đâu một con nữa thôi mà. Ok đây rồi, được rồi, đi thôi, đi thôi mọi người ơi, tới giờ nè, cho CV sát thủ luôn cho nó chiến. Đấy, CV sát thủ luôn cho nó chiến rồi mọi người ạ. Ủa giống này Seraphine đồ ác rồi. Nó rầm đùm hồi ra được cái găng bảo thạch ánh sáng luôn mới ảo chứ. Cái hộp Pandora này nè là nó đổi được hết nha anh em ơi. Từ đồ ánh sáng nè, đồ thần thoại của On nè, đổi được hết. Nó rầm đùm mà nó chơi cái quả Seraphine này thì xui quá rồi. Mình Seraphine bao mất tiêu rồi bạn. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Anh em lấy cái gì thì anh em lấy nha, thì mình thì hồi nãy nếu như mà không có con CV kim ra được cái đi chợ này mình lượm cũng được nè, là cái lỗ này về cho nó random nha, tại vì ấn á, thì nó sẽ random ra ấn ở đây mà, còn đồ nó sẽ random ra đồ, mình thì thiếu ấn thì cho nó random cái ấn thôi. Đây có Garena rồi nè, hợp lý nãy nãy giờ đang tìm nó, cuối cùng cũng ra được rồi. Làm cái quà ảnh kỷ niệm nào, Ure 3, CV 3, Seraphine và Senna nha, lên lên vào 8 và còn 200 vàng và cái kết. Đội hình hiện tại là đang đang quá đẹp luôn á này, mà với 4 tiến công, thần tượng, 4 tái chế, nhà phát minh các kiểu luôn, hợp lý quá. Úi rồi ông kia còn một máu, tên kỳ quá ông ơi, tên đúng kỳ luôn. Ấn thanh lịch à, đại thế. Cái con CV này á là nó không có đồ nha, nên là chắc chắn đam nó sẽ không có bằng con Irelia rồi. Irelia nó chỉ còn bay nó xuyên xuyên một cái thôi là chết hết mà. Đỡ làm sao được. Ok, quên rồi đó. GG tất cả mọi người nha. Và hẹn gặp lại anh em vào đằng sau. Hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.